3 tuổi này bất ngờ trùng lớn, trùng số đổi vận, sau có bất ngờ trong 15 ngày đầu tháng 6 dương lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy, mỗi người đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có người giàu sang phú quý vào thời điểm này nhưng lại xui xẻo, đen đủi vào thời điểm khác. Không ai có thể biết được may mắn đến với mình vào lúc nào. Tuy nhiên, vốn dĩ may mắn lại được cấu thành từ cơ hội. Quan trọng là khi gặp được điều đó, có biết nắm bắt những cơ hội vàng để tận dụng và phát huy một cách triệt để nhất. Các bậc thầy tử vi có chỉ rõ rằng, thời điểm 15 ngày đầu tháng 6 dương lịch sắp tới được xem là khoảng thời gian đại cát, đại lợi, bứt phá tài lộc, tiền bạc hanh thông đối với ba con giáp này. Thời điểm này, các con giáp làm ăn gì cũng thuận lợi, vận sự như ý, giàu có hơn người. Tất cả đều được tử vi phúc tinh cao chiếu, thần phận giúp đỡ và hỗ trợ. Vậy đây là cơ may của những tuổi nào trong 15 ngày sắp tới? Và liệu rằng mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tìm hiểu chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi còn được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ ông trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tý. Xem tử vi tháng 6 dương lịch của 12 con giáp cho thấy phương diện sự nghiệp 15 ngày đầu của bản mệnh tuổi Tý có nhiều điểm thuận lợi nhất định, gặp được nhiều cơ hội thăng tiến. Điều quan trọng là bản mệnh có biết nắm bắt kịp thời hay không, hay cứ chần chừ, do dự khiến cơ hội quý giá trôi qua một cách đáng tiếc. Con đường công danh, sự nghiệp của những chú chuột trong thời gian này đang rất rộng mở. Tinh thần làm việc ngày càng hăng say, kết hợp với sự thông minh, sáng dạ sẵn có, bản mệnh đưa ra được những ý tưởng sáng tạo rất hữu ích. Nếu có thể biến những gì ý tưởng trong đầu thành một kế hoạch cụ thể hơn, bản mệnh còn có thể đạt được những thành công rất bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Chắc chắn rằng bản mệnh sẽ gặt hái được thành quả tốt. Ngoài ra, tháng này mệnh chủ sẽ thấy khối lượng công việc có tăng lên, bận rộn hơn hẳn nhưng lại mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Chỉ cần mệnh chủ có tinh thần cầu tiến, cẩn mẫn trong công việc và đặc biệt là có sự dứt khoát hơn, mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu của tuổi Tý. Tuy nhiên, bên cạnh những may mắn trên thì bản mệnh cần lưu ý luôn có tiểu nhân ở bên rình rập. Bản mệnh cần chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng bất trắc, tránh để tiểu nhân nắm được sơ hở trong tay. Và trước khi tiến hành bất cứ công việc gì cũng nên có những bước đi thăm dò rồi mới triển khai. Hãy làm mọi việc từ nhỏ đến lớn, học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm của người đi trước để hạn chế tối đa những rủi ro. Khác với phương diện sự nghiệp, tài lộc của mệnh chủ tuổi Tý trong thời gian này hung nhiều hơn cát. Bản mệnh bị hung tinh rình rập, dù ảnh hưởng không quá lớn nhưng bản mệnh cũng nên giữ túi tiền cho thật cẩn thận, đề phòng mất cắp hoặc bị lừa lọc. Trong thời gian này, những chú chuột nên cẩn trọng trước những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh hay thậm chí vay mượn tiền bạc. Đừng vội tin lời mật ngọt hay những hứa hẹn lời lãi cao chót vót. Quý gia chủ có thể phía sau đó là cả một âm mưu xấu xa mà không biết được. Đặc biệt, cần phải thận trọng với những người ngỏ lời vay tiền nhằm mục đích không chính đáng, kẻo tiền chỉ đi mà không có đường quay trở về, còn khiến tình cảm đôi bên sứt mẻ. Thói quen mua sắm theo sở thích hay để xả stress cũng cần được hạn chế trong 15 ngày này. Nếu tiếp tục duy trì thói quen xấu đó, bản mệnh khó mà kiểm soát được tài chính của mình, khiến túi tiền ngày càng vơi dần.
Bên cạnh đó, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thì mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đại thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng có giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp tuổi Tý tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Tý, để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. 2. Tuổi Sửu. Xem tử vi tháng 6 dương lịch của tuổi Sửu cho thấy, vận trình trong 15 ngày đầu của bản mệnh hứa hẹn có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ và dần đi vào ổn định. Đây sẽ là khoảng thời gian cơ hội liên tục mở ra với những chú trâu. Thời điểm này, bản mệnh phát huy được năng lực và bản lĩnh vững vàng của mình. Cá nhân được tập thể ủng hộ, tài năng được chứng tỏ, tinh thần làm việc hăng say, đạt được thành tích đáng nể. Dù vẫn còn tồn tại không ít thách thức và khó khăn, song bản mệnh không cần quá lo lắng vì quý nhân luôn ở bên trợ giúp và sẽ có chỉ điểm và lúc thích hợp để tuổi Sửu đi đúng đường. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là bản mệnh hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Hãy mạnh dạn làm theo ý của mình, tin tưởng vào năng lực của bản thân, kết hợp với những dẫn dắt của quý nhân, bản mệnh sẽ sớm chạm tay vào ánh sáng nơi cuối con đường dẫn tới thành công. Nhìn chung mọi chuyện đang đi đúng theo quỹ đạo mà bản mệnh mong muốn. Đặc biệt, bản mệnh rất hài lòng với những gì mà mình đã khởi dựng được cho tới thời điểm hiện tại. Bên cạnh những điểm thuận lợi, vẫn có những nguy cơ rình rập mà tuổi Sửu không thể chủ quan nếu không muốn công sức bấy lâu thành dã tràng. Có thể bản mệnh đang phát triển mạnh mẽ quá nên rất dễ rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân xấu bụng. Tiểu nhân sẽ tìm mọi cách để cản trở bước tiến của tuổi Sửu, không để cho bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu. Điều duy nhất bản mệnh có thể làm lúc này là hãy hành sự thận trọng, phải ý thức được về những việc mình đang làm, nhìn rõ phương hướng, đừng để mình lầm đường, lạc lối mà mắc phải cạm bẫy của kẻ tiểu nhân. Thời điểm này còn mang tới cho những chú trâu không ít tin vui về tài chính, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm được tiền bạc dựa vào chính sức mình. Dù đang làm công ăn lương hay làm kinh doanh buôn bán cũng đều có thu nhập tăng vọt. Việc kinh doanh buôn bán có dấu hiệu khởi phát, buôn bán tấp nập, mang tới đơn hàng, lợi nhuận thu về vô cùng khả quan. Thậm chí, các kế hoạch đầu tư làm ăn từng chính thất bại trước đó, nay cũng bắt đầu sinh lời. Bản mệnh càng có cơ sở để tin tưởng vào quyết định của bản thân. Thời điểm này, bản mệnh có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư để tài khí thêm vượng. Nhưng sớm không đồng nghĩa với việc nóng, kẻo rủi ro ập tới sẽ rất đáng tiếc. Việc đốt cháy giai đoạn sẽ chỉ khiến bản mệnh dễ vấp ngã ngay từ những bước đi đầu tiên. Điều cần thiết là hãy lên kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí và cả những rủi ro có thể phải đối mặt. Khi đã có sự chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo bản mệnh sẽ chắc chắn phần thắng trong tay. Tuy nhiên, đương lúc tài lộc rủng rỉnh, dù không phải là người tiêu xài phù phí, nhưng tuổi Sửu lại mắc bệnh mê hàng hiệu, dễ sa đà, ném tiền vào những món đồ đắt tiền. Dù tiền nào của nấy, nhưng nếu không có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, bản mệnh sẽ tiêu tốn khoản không nhỏ mỗi tháng cho thú vui hàng hiệu, tự gây gánh nặng tài chính cho bản thân mình. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chế được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi.
Xem tử vi tháng 6 dương lịch cho thấy công việc của tuổi Hợi trong 15 ngày đầu tháng có khá nhiều thay đổi, biến động theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Công việc có nhiều thay đổi, dịch chuyển, mưu sự chật vật, gặp nhiều trở lực hơn, dẫn đến tâm lý bất an, làm việc thường sao nhãng, thiếu sự quyết đoán. Vì thế mà bản mệnh không ít lần phạm sai lầm, dẫn tới kết quả công việc chưa đâu vào đâu. Bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn. Thời điểm này cũng tiềm ẩn nhiều hung họa, khẩu thể thị phi, bản mệnh cần hết sức thận trọng ở mọi phương diện. Nhưng mệnh chủ đang làm công chức văn phòng nên chuyên tâm tới công việc của mình. Nhưng mệnh làm nghề liên quan tới tài chính, giấy tờ cũng cần lưu ý các con số, chữ ký, đàm phán. Chỉ cần bản mệnh duy trì được tinh thần lạc quan, luôn nhìn về phía trước, thì dù biến động lớn cỡ nào cũng không quá đáng lo ngại. Tuy có vất vả bước đầu, nhưng kiên trì theo đuổi vẫn đạt được kết quả khả quan. Hãy làm những gì mình cho là cần thiết, bất kể kết quả ra sao, dám làm, dám chịu, đó sẽ là bí quyết giúp bản mệnh có được thành công rực rỡ hơn. Ngoài ra, trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Hợi sẽ hao tán tiền của, tài vận giảm sút khá mạnh, liên tục xuất hiện tình trạng phá tài. 15 ngày này, đường tài vận kém sắc, chi tiêu cân nhắc hợp lý, tránh lãng phí, kẻo rơi vào tình trạng vay mượn. Những mệnh chủ đang làm công ăn lương sẽ có tài vận ổn định hơn những mệnh chủ làm việc tự do, kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, ổn định đồng nghĩa với việc để tạo ra sự đột phá thì không hề dễ dàng. Còn với mệnh chủ đang kinh doanh, buôn bán, thời điểm này chỉ nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, nhất là những hạng mục mang tính mạo hiểm, làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên đi từng bước thật chậm nhưng vững vàng. Đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thời gian cát khuyên mệnh chủ tuổi Hợi hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Không những vậy, vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho mệnh chủ tuổi Hợi. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.